Em nghe được thầy ơi. Rồi. Bây giờ có làm bài chưa? Có làm chưa ạ? Tiền có làm chưa tiền? Em làm được một đoạn thầy ơi. Hả? Em làm được một đoạn, em đang vẽ sơ đồ. Rồi thôi bây giờ em làm đi, bữa nói chung là bữa nói chung là không gài thì mấy cái buổi sau này làm. Cho nên các em cứ làm đi ha, rồi cái chỗ nào không biết thì hỏi thầy, thầy ngồi đây để các em làm. Rồi cái bài 7, bài 8 cũng giống như những bài tập khác. Em nào có cần câu hỏi gì liên quan thì thầy trả lời ha. Alo, các em nghe vô sau, các em nghe không? Bây giờ Trường Vũ ơi, nghe được không Vũ? Alo. Rồi, vậy bây giờ các em làm bài 8 đi ha. Bài 8 các em làm vẽ CDM, chuyển từ CDM sang LDM. Rồi các em làm hai câu này trước. Hổng gài thầy cho cái này mấy em cả tuần rồi. Bây giờ nếu không làm thì mình làm. Coi như là giờ này là giờ thực hành. Thì các em làm cái làm rồi chỗ nào không hiểu thì các em hỏi thầy. Thầy ngồi đây thì thầy sẽ trả lời cho các em. Có nào muốn hỏi vấn đề gì không liên quan đến cái nội dung ôn tập, những bài học mà thầy đã giảng lý thuyết từ mà mấy buổi học trước á? Hello thầy. Rồi thầy nghe. Thực sự là em chưa hiểu lắm cái phần phụ thuộc hàm á thầy. Em có làm cái phần bài 8 ấy rồi hay là em xem màn hình thầy coi mà em á. Rồi em xem màn hình đi. Rồi, nói đi em. Thầy nói thì em mấy cái phần phụ thuộc hàm này em không biết em làm có đúng hay không, tại vì em thực sự cũng không hiểu lắm, không 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 rõ nó nào là nó phụ thuộc. Bây giờ thầy nói luôn là nếu mình vẽ có phụ thuộc hàm ví dụ như giữa cái khối nhà năm nè, mình xây dựng cái quan hệ phụ thuộc hàm như thế này thì có nghĩa là cái khóa của khối nó gồm có mã khối dành và khóa của cái thực thể năm, nhưng mà nhìn đây em vẽ cái thực thể năm không có khóa, không có thấy em gắn cái thuộc tính năm học làm khóa. Mỗi một thực thể mình nhìn lên đây mình phải thấy khóa của nó. Bây giờ trong trường hợp này mình vẽ ví dụ như bây giờ mình nói thực thể môn học đi ha, hay là thực thể khối, thì mình vẽ cái ký hiệu này có nghĩa là môn học phụ thuộc vào lớp, phụ thuộc hàm vào lớp, phụ thuộc hàm vào học kỳ. À, vậy thì khóa của trong trường hợp này thì cái thực thể mà nó có phụ thuộc hàm được gọi là thực thể yếu, và khóa của thực thể yếu là khóa của các thực thể mà nó phụ thuộc.
cộng với thuộc tính khóa của nó. Như vậy thì khóa của môn học nó sẽ là gồm có khóa của lớp, khóa của học kỳ và mã môn học. Tương tự như vậy, chỗ khối này á, chỗ cái thực thể khối á, thì nó là thực thể yếu. Mình giải phụ thực hàm vậy thì nó thể hiện là thực thể yếu. Mà thực thể yếu thì khóa của nó gồm có khóa của thực thể mà nó phụ thuộc, tức là thực thể của năm. Khóa của năm cộng với mã khối làm vì khóa. Cái năm này mình phải đặt khóa mới được này. Bất kỳ thực thể nào nhìn vô cũng phải thấy khóa của nó. À, cái nào cũng phải có khóa. Mỗi thực thể chuyển qua cơ sở liệu nó là gì em? Dạ. Nó là bản. Đúng không? Mỗi thuộc tính trở thành một thuộc tính của bản. Thì khóa của thực thể trở thành khóa của bản. Rồi, nói vậy em hiểu chưa? Dạ. Em hiểu cách khi nào mà em hiểu được ý nghĩa của thuộc hàm chưa? Dạ hiểu. Hiểu là nó cái phần nhỏ yếu hơn nó sẽ phụ thuộc vào phần lớn hơn. Không phải vấn đề nhỏ hơn hay lớn hơn gì cả. Em vẽ có phụ thuộc hàm thì khóa của, trong trường hợp em vẽ như vậy thì thực thể khối gọi là thực thể yếu, tức là khối phụ thuộc vào năm. Em vẽ sao thì nó có ý nghĩa như vậy. Em cho nó phụ thuộc vào năm thì trong trường hợp là khóa của khối là khóa của năm cộng với thuộc tính khóa của khối. Mà bây giờ em có biết khóa là gì không? Khóa là dạng như mã học sinh, mã giáo viên, khóa là không không được lặp lại, không được trùng lặp. Em vẫn chưa định nghĩa được khóa là gì. Thì như vậy, bởi nó là cái khó khi các em học cái những cái môn này mà kiến thức trước đó em không không được còn biết. Và rồi cộng với là kiến thức của ngay cái môn này, những bài học trong giáo trình mình cũng không có nắm hết, mình không học kỹ cho nên mình không có hiểu khóa là cái gì, thì mình đâu có biết phân tích khóa. Mình cứ nói nó dạng như là mã lớp, như là mã sinh viên, rồi mã giáo viên, mã cán bộ, mã môn học là khóa. Mình chỉ nói dạng dạng như thôi chứ mình đâu biết khóa là cái gì. Tự nhiên vậy không được cái gì. Xin lỗi, cái này gì? Nguyễn Quỳnh Quang hả? Nguyễn Quỳnh Duy hả? Đó, thì Duy phải, em phải hiểu khóa. Khóa là một thuộc tính hoặc một tập thuộc tính mà giá trị của nó xác định duy nhất một thể hiện của một thực thể. À, nói cách khác là trong cơ sở liệu, nếu một cái bảng mà khóa thì nó có thể là một thuộc tính hoặc nhiều thuộc tính mà giá trị của nó là không được lặp lại. Nó nói năm nay nó như vậy. Thì bây giờ mình, nếu như mà mình nói ngược lại, nếu một giá trị không được lặp lại thì mình sẽ đặt khóa đúng không thầy? Một thuộc tính mà giá trị nó không được lặp lại thì nó có thể làm khóa. Một có, thuộc tính có bắt buộc mình phải đặt khóa không? Có, nếu bắt buộc nó em không được lặp lại thì mình có bắt buộc mình phải đặt khóa không? Phải đặt khóa chứ. Thì mình đặt khóa nó mới đảm bảo hệ quản trị, nó mới đảm bảo cái tính chất đó cho mình. Còn mình không đặt khóa thì nó cho lưu lặp lại. Ví dụ như bây giờ em đặt cái khối, mã khối em không đặt khóa thì hệ quản trị nó đâu bắt buộc nó đâu kiểm tra cái chuyện mà mã khối phải phải không được lặp lại. Thì khi em lưu mã khối lặp lại là nó vẫn cho phép. Mục đích mình đặt khóa có nghĩa là mình yêu cầu hệ quản trị không cho được lưu giá trị đó lặp lại. Hiểu không? Dạ, hiểu rồi. Ừ. Thì như vậy giờ nếu mình không đặt khóa thì nó đâu có làm. Rồi, nó liên quan đến cái chỗ bài học này. Bây giờ, mình có quản lý một khối đó là thuộc năm nào không? Ví dụ một cái khối 10, khối 11, khối 12. Mình có cần biết là cái khối đó của năm nào không? Một cái khối sao của một năm được. Năm 2018, 19 cũng có cái khối 10, 11, 12. Năm 2019, 20 cũng có khối 10, 11, 12. Như vậy mình nói một khối thuộc con năm này là sai rồi. Hiểu không? Và mình cũng không cần phải xây dựng cái mối quan hệ giữa khối và năm.
thì có năm nào toàn cũng có thể. khối 10, 11, 12, hoặc là cấp 2 thì năm nào cũng có khối 6, 7, 8, 9. Thì Như cái vậy khối mình khối này mình bỏ đi đúng không? không cần xây dựng cái mối quan hệ giữa khối và năm học. Còn năm ở ngoài em để trực thể là năm, mà ở trong là thuộc tính là năm học. Năm và năm học là hai cái khác nhau. Năm ví dụ như năm 2018, 2019 đó là năm, còn năm học thì nó là hai năm liền kề, 2018, 2019, 2019, 2020. Hai cái đó là nó khác nhau. Thành ra các em thấy là làm phân tích á, là thứ nhất là anh phải hiểu biết vấn đề, cái người phân tích là anh phải hiểu biết vấn đề. Thứ hai á, là phải kỹ lưỡng từng chút, tỉ mỉ, cẩn thận, chứ không phải mình muốn phân tích làm sao phân tích dễ, làm sao dễ xài đâu có được. Ha, phải cân nhắc. Thầy nói giống như giờ thầy thì quan điểm của thầy thì cái này cá nhân thôi, thầy nhìn cái hình ảnh quanh kiến trúc sư á, khi mà ảnh lên một cái bản vẽ, một cái hồ sơ thiết kế của một cái nhà thì anh có suy nghĩ không? Cái suy nghĩ không gì? Suy nghĩ chứ thầy. Thì như vậy mình vẽ mô hình mình cũng phải suy nghĩ, mình suy nghĩ để mình lựa chọn. Suy nghĩ nhiều không? Suy nghĩ nhiều đúng không? Rồi anh đó, anh kiến sư, anh có kiến thức không? Có. Anh có kiến thức xong anh có kinh nghiệm không? Không. Anh phải làm nhiều, anh học hỏi nhiều anh mới có kinh nghiệm. Thì cái gì cũng vậy, mình phải đầu tiên phải có kiến thức rồi mình làm được, làm được rồi sau đó mình làm tốt hơn thì nó gọi là có kinh nghiệm. Đừng có nghĩa là làm tốt hơn. Rồi anh như vậy thì bây giờ là mình nói cái mã môn học, mã môn học này có được lặp lại không? Ví dụ cái mã môn toán mình cho nó một cái mã môn toán với mã môn văn, hai cái giống nhau, hai cái cùng mã được không? Được không gì? Không. Nếu không được thì bắn mình kết luận là mã môn học là không được lặp lại, như mã môn học đủ làm khóa rồi, mà đủ làm khóa rồi thì mình kéo học kỳ, mình kéo mã lớp gì làm khóa làm gì cho mình, chỗ này mình đâu có cần vẽ phụ thuộc hàm giữa môn học với lớp, đâu cần phụ thuộc hàm. Khoan khoan nói lại chỗ này chưa hiểu rồi. Bây giờ cái mã môn học là đủ làm khóa rồi Dạ. thì mình đâu có cần kéo mã lớp về tham gia vô mà với cộng với mã môn học mới tạo thành khóa đâu. Nó đủ làm khóa rồi thì không cần kéo mở lớp vô để làm khóa nữa. Đúng rồi. Là nó không phụ thuộc hàm đúng không? Đúng rồi, đâu cần phụ thuộc hàm. Vì bản thân mã môn học nó là duy nhất rồi. Mỗi Nếu như giá trị mà của mã môn học là duy nhất, không lặp lại thì mã môn học đủ làm khóa rồi, cho nó phụ thuộc hàm chi. Mình vẽ phụ thuộc hàm có nghĩa là mã lớp tham gia vô khóa luôn. Mà khóa lúc này như vậy mình nhìn ra đây nè, môn học, mà khóa của môn học gồm có mã môn học và mã lớp và học kỳ, ba cái thuộc tính này mới cộng lại mới tạo thành khóa của môn học. Mà như vậy thì mà ba thuộc tính này là khóa thì như vậy mỗi thuộc tính giá trị nó được lặp lại, vậy thì sao? phụ thuộc hàm thì giá trị nó sẽ được lặp lại ở ở vị trí đó đúng không ạ? Khổ quá bây giờ nói em mà em không kiến thức cơ dữ liệu gì, như là em quên hết rồi, nói rất là khó. Thầy nói lại là thôi em dừng màn hình đi để thầy 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 nói lại cái chỗ khóa cho em hiểu, em mới em không có hiểu gì về khóa cho nó. Không em khóa thì em hiểu em không hiểu phụ thuộc hàm mà. Đã thầy nói rồi, nếu nó phụ thuộc hàm đã định nghĩa rất rõ là nếu em vẽ phụ thuộc hàm. Thôi em dừng màn hình đi để thầy xem màn hình. Em chính cái vấn đề của em là không hiểu về khóa cho nên là em không biết khóa là gì, phân tích khóa là gì, cho nên nói ra thì em không có hiểu được. Mà vấn đề nằm chỗ đó đó. Mình có khái niệm thực thể yếu nào, đúng không? Thực thể yếu là thực thể có phụ thuộc hàm vào các kiểu thực thể khác, được chưa? Ví dụ
Ví dụ như bây giờ tôi vẽ hai thực thể nè. Thực thể là phòng, quay lại cái bài học, cái bài học này, cái bài học ngay cái bài của live này luôn nè. À, và có trong cái live bài giảng luôn nè. Bây giờ mình lấy ví dụ phòng nè. Phòng này có số thứ tự phòng nè. Có sức chứa nè. Sức chứa tức là có sức chứa được bao nhiêu sinh viên. À, gọi là sức chứa. Số thứ tự phòng tôi cho nó là khóa, là thuộc tính khóa. Rồi ở đây tôi có tầng. Tầng thì tôi có số thứ tự tầng. Số thứ tự tầng tôi cũng cho nó là thuộc tính khóa luôn. Và ở đây cho là diễn giải chẳng hạn. Hay là tên tầng cũng là tên tầng. Tầng là mỗi tầng có cái tên. Rồi. Như vậy thì bây giờ á, mình vẽ cái mối quan hệ giữa tầng và phòng. Tầng này nó thuộc phòng, này nó thuộc tầng. Mình xét trong phạm vi một tòa nhà, mình xét tôi nói vấn đề cái bối cảnh này là tôi xét trong phạm vi một tòa nhà. Một tầng thì có nhiều phòng, một phòng có nhiều tầng. Rồi nếu mình vẽ như thế này, vẽ như thế này thì cái cơ sở dữ liệu sinh ra của mình như thế nào? Nó sẽ sinh ra hai cái bảng phòng và tầng. À, nó sinh ra hai bảng phòng và tầng. Cái bảng tầng thì nó sẽ có hai cột số thứ tự tầng và có cái tên tầng. Có hai cột thôi. Rồi bảng phòng thì có số thứ tự tạ phòng, có sức chứa, sức chứa này và trong bao mối quan hệ một nhiều này thì nó sẽ kéo cái số tự tầng về làm phá hoại. Số thứ tự tầng trong trường hợp này số tự tầng chỉ là phá hoại thôi, sức chứa thì chứa. Đó, như vậy thì cái cơ sở dữ liệu của tôi nó như thế này. Rồi bây giờ tôi lấy một cái tòa nhà, ví dụ như một cái tòa nhà nó có 3 tầng. Nó có 3 tầng. Thì tôi có là tầng 1 nè, tầng 2 nè, tầng 3 nè. Rồi một cái tòa nhà nó có 3 tầng. Chỗ này tôi ghi là tầng 1 nè. Tên là tầng 2 nè, tầng 3 nè. Rồi ví dụ vậy. Như vậy thì bây giờ tôi có ghi được cái tầng 1 nữa không? Được không ghi? Tôi có thêm ghi thêm được một cái tầng 1 nữa không? Không thầy. Không cho. Rồi nó đúng phải rồi. Đúng không? Nó không cho thêm. Tới đây thôi. Rồi vậy thì cơ sở liệu là tôi chỉ quản lý được đúng một tòa nhà thôi, chỉ sang tòa nhà thứ hai để tầng một của tòa nhà thứ hai thì không quản lý được rồi nha. Bây giờ phòng tôi đánh số thứ tự phòng 1 nè, phòng 2 nè, phòng 3 nè, phòng 4 nè, phòng 5 nè, phòng 6 nè, phòng 7 nè, phòng 8 nè, phòng 9 nè, phòng 10 nè. À, rồi tới 18, 19 nè, 20 nè. Rồi bây giờ 20 ở này sức chứa thì để cứ điền vô ha, 50 30 gì đó không quan tâm. Bây giờ tầng 1 nè, 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 tầng 1 nè. Rồi tầng 1 nè, tầng 2 nè, tầng 2 nè, tầng 2 nè, tầng 2 nè, tầng 2, tầng 2, tầng 2 nè, tầng 3 nè, tầng 3, tầng 3. Rồi giả sử như mỗi tầng, mỗi tòa nhà, mỗi tầng nó có 20, nó có 7 phòng. Rồi giờ tầng 3 nè. Vậy thì cái khúc này là của tầng 1 nè.
tô màu khác ha. Khúc này nó có tầng 3 nè. Dạ, khúc này nó có tầng 2. Rồi, nếu mình đánh số thứ tư tầng như thế này á, nó liên tục thì nó có đúng phá không? Không. Thì trong trường hợp này, nếu em đánh số thứ tự tầng, cái tòa nhà đánh số thứ tầng từ tầng 1 đến từ 1 tới 7 lên tầng 2 là phòng tiếp theo là 8, phòng 9, phòng 10. Còn nếu lên do cái yêu cầu, do yêu cầu tòa nhà nó lên tầng 2 thì phải đánh lại là tầng 1, phòng 1. Phòng 1 có tầng 2, phòng 2 có tầng 2, phòng 3 tầng 2. Mình phải đánh như thế này. À, phòng 1 là 1 nè, 2 nè, tầng 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Đó, rồi lên tới tầng 3 thì đánh lại 1 tầng 1 phòng 1 tầng 3 là 2 là 3 là 4 là 5 là 6 là 7 nè. Thì như vậy nó bị đụng phá rồi. Cho nên trong trường hợp này số thứ tự phòng làm phá không là chưa đủ. Tôi ghép thêm số tự tầng làm phá nữa. Nếu tôi cho số tự tầng làm phá nữa thì như vậy số thứ tự phòng với số tự tầng hai cái này cộng lại làm phá thì như vậy giá trị của nó là 1 1. Và 1, 2 này là không giống nhau. Chỗ này là 1, 3 không giống nhau. Vậy 1, 1 với 1, 2, 1, 3 không giống nhau. Cho nên khóa của nó gồm hai này. Mà nếu khóa của cái bảng phòng mà nó gồm có hai thuộc tính này thì chỗ này tôi phải cho nó phụ thuộc hàm. Tôi phải vẽ nó phụ thuộc hàm. Trong trường hợp này tôi phải vẽ nó phụ thuộc hàm như thế này. Rồi. Khi vẽ phụ thuộc hàm như thế này thì lúc này chúng ta kết quả nó sẽ sinh ra được cái bảng phòng á, nó mới lấy số tự tầng này tham gia vô phá luôn. Em hiểu không? Tới đây hiểu chưa gì? Rồi, hiểu rồi. Nghĩa là khi mà nó có giá trị khác thì mình mới cần hai khóa để mà xác định cái giá trị đó, đúng không thầy? Thì nhưng mà thầy nói vậy đó, tức là bây giờ nếu mình vẽ phụ thuộc hàm thì khóa nó gồm có số, nó lấy khóa của tầng cộng với khóa thuộc tính của nó để khóa. Còn nếu mình vẽ không phụ thuộc hàm thì cái anh này không phải tham gia vô khóa, khóa chỉ có số tự, nhìn vô đây khóa của phòng chỉ có số thứ tự phòng thôi. Còn nếu em vẽ có phụ thuộc hàm thì khóa của phòng nó gồm có số thứ tự tầng và số tự phòng. Được chưa? Dạ, được rồi. Tùy theo cái yêu cầu lưu trữ dữ liệu, tùy theo cái cách đánh số phòng trong thực tế mà mình sẽ chọn có phụ thuộc hàm hay không. Vậy thì bài học này nó ghi khóa của thực thể yếu là khóa của các thực thể mà nó phụ thuộc và các thuộc tính khóa của nó. Như vậy trong trường hợp này, chỗ này mình có giải phụ thuộc hàm, có nghĩa là thực thể phòng là thực thể yếu. Vậy thì khóa của thực thể thì yếu lý theo lý thuyết là gì? Là khóa của thực thể mà các thực thể mà nó phụ thuộc. Như đây nó phụ thuộc vào thực thể tầng. Vì khóa của phòng nó gồm có khóa của tầng cộng với số thứ tự phòng. Còn chỗ này không phụ thuộc cho nên khóa của phòng chỉ có số tự phòng thôi. Vậy thì tùy theo em phân tích các cái giá trị lưu trữ ở đây, dữ liệu lưu trữ ở đây mà em quyết định em chọn. Như tôi nói ban đầu, nếu số tự phòng em đánh liên tục thì em không cần giải phụ thuộc hàm. Còn nếu em cho phép lên tầng 2, tầng 3 giá trị số tự phòng lặp lại thì em phải giải phụ thuộc hàm để chi? Để mình lấy cái số thứ tự phòng với số tự tầng làm khóa. Và hai giá trị này cộng lại nó là duy nhất. Ví dụ 1, 1, 2 là khác nhau. Và không có cái nào 1, 1 nữa là duy nhất. Nhưng mà số tự phòng thì sao? Được lặp lại. Hai thằng này cộng lại mới duy nhất thì mỗi thằng được phép lặp lại. Em hiểu không? Dạ rồi, hiểu rồi. Rồi, vậy đó, vấn đề vậy. Cho nên, ví dụ như bài toán hồi nãy của em á, là em vẽ cái môn học, rồi em vẽ lớp. Vậy thì bây giờ em vẽ cho môn học phụ thuộc vào lớp. Em vẽ môn học phụ thuộc vào lớp như thế này. Mà trong khi đó là mã môn học là duy nhất rồi.
thì đâu có cần phải lấy cái mã lớp tham gia vô làm khóa nữa. Bây giờ mã lớp mà tham gia vô khóa nữa thì mã môn học được lặp lại, nó sai với dữ liệu thực tế ha. Thì vấn đề nó chơi cái chỗ phụ thuộc hàm này là cái chỗ mà nó dính tới cái phan phan cái này cho hỏi lại cái này, ví dụ như cái lớp khác thì môn học đó sẽ lặp lại mà sao em, ví dụ như lớp 9A rồi lớp 9B thì cái lớp khác thì môn học nó sẽ được lặp lại mà ta, nó cũng giống như tầng với lại phòng nãy đó thầy, giống không thầy? Còn sao giống nữa, là cái bản môn học em chỉ lưu cái danh mục môn học thôi, chứ làm sao mà môn học lấy cái mã môn học mà bây giờ nè, ở đây mình có mã môn học làm khóa, có tên môn học, đấy. Vậy thì bây giờ mã môn học, ví dụ như mã môn học là chữ T, tên là toán, thì nó là duy nhất. Chứ làm sao mà T với lớp 9A cũng là tên là toán, rồi T lớp 9B cũng T với lớp 9B cái mình tên nó là toán nữa. Vậy là như vậy, chữ toán nó có hai cái mã, ba cái mã, nhiều mã xác định nó à? Đâu có. Cái bản môn học này chỉ có lưu đúng mã danh mục mã môn học, tên môn học thôi em. À dạ hiểu rồi. Dạ. Cái ba cái thực tế môn học này mình xin ra cái bản môn học để lưu cái danh mục tên các môn học mà trong trường có dạy. Còn bản thân em vẽ như vậy á, em vẽ như kiểu này đó là nó cái sai từ cái chỗ bảng số rồi. Một môn học đâu phải dạy cho một lớp, đúng không? Dù môn toán có thể dạy cho lớp 9A1, lớp 9A2, lớp 9A3, lớp 9B1, 9B2, 9A3. Vậy là một môn học dạy cho nhiều lớp chứ. Và một lớp học nhiều môn chứ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi. Khi nào nó có cái sự khác biệt thì mới phụ thuộc hàm. Còn nó cái gì trang thì không có cần. Dạ. Thực ra cái kết luận của em thì đó cũng không đúng đâu. Kết luận em không được. Kết luận theo cái phần mà em hiểu còn thiếu á. không được, kết luận gì không đúng. Kết luận gì không đúng. Mình phải dựa trên cái định nghĩa này nè em. Dựa trên định nghĩa này nè. Bây giờ khi nào tôi muốn giải phụ thuộc hàm, đấy. Khi tôi muốn khóa của phòng gồm có số tự phòng, số ưu tầng thì tôi giải phụ thuộc hàm. Còn khi tôi không muốn, tôi chỉ có khóa của phòng, chỉ có số tự phòng thôi, thì tôi chỉ vẽ cái mối quan hệ một nhiều thôi, chứ tôi không cần vẽ phụ thuộc hàm. Hiểu không? Chứ còn bây giờ em mới nói nãy là sao, khi nào sao? Hồi nãy em kết luận là em nói lại đi, thầy phân tích cho em nghe cái. Khi nào giá trị đó là duy nhất thì nó cần phụ thuộc hàm. Thế nào là duy nhất? Còn nó lặp lại thì ví dụ như môn toán đó, nó chỉ là toán, học cũng nào cũng là toán hết. Ủa lộn, khi nào mà nó không là duy nhất thì nó mới cần phụ thuộc hàm, còn nó duy nhất thì không cần. Nó tóm lại bây giờ cái khóa của phòng là gì? Cái khóa phòng là gồm có số tự phòng hay số tự tầng cộng vô. À, nếu mình kéo cái khóa bên này, khóa của tầng nè, mình lấy về bên này làm khóa luôn, tham gia vô làm khóa chính luôn, thì mình giải phụ thuộc hàm. Còn nó tóm lại vậy. Còn bây giờ khi nào mình cho tham gia khóa chính vô thì đây nè, thì đây là một cái ví dụ nè. À, đây là một ví dụ nè. Ý nghĩa nó như vậy. Bây giờ tốt nhất các em, tốt nhất thì các em không biết thì đừng vẽ phụ thuộc hàm là dễ nhất ha. Không vẽ cho nó bình thường, phân tích bình thường là bình thường đó thầy. Mỗi cái mã đó cho là duy nhất hết đi rồi xong. Vậy chứ em học ngôn ngữ môn quá như mèo rồi có phụ thuộc hàm này đâu. Nó cũng được, cũng giải quyết được bài toán. Hiểu chưa? Dạ cảm ơn thầy.
Em nếu em biết em biết sử dụng bậc hàm thì cái mô hình em trở nên cách kết hợp nó có tối ưu hơn, còn nếu em không biết sử dụng bậc hàm thì mô hình kết hợp không tối ưu, vậy thôi. À, chứ không phải là mà cái gì mà mình không biết mình xài là chắc chắn sai à. Mình không biết mà mình sử dụng là nó sẽ sai. Còn sử dụng là em phải biết cho tới nơi tới chốn thì lúc đó em mới 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 đảm bảo đúng được. Rồi. Bây giờ em chiếu lại cái mô hình của em đi, thầy chỉ cho vài cái chỗ mà mình phân tích cho các em nghe và các bạn khác cùng nghe. Em share lại màn hình đây. Rồi, ví dụ như bây giờ nè, một học sinh với phụ huynh á, em phóng to, em giữ còn em đè phím control, em lăn chuột chút xíu cho màn hình nó phóng to lên chút xíu cho các bạn dễ nhìn. Đó, rồi từ từ thôi, vừa vừa thôi, vừa sao vừa màn hình. Rồi em đóng cái bên phải nó có cái tool đó, em đừng để như em kéo lên trên màn hình á, em đừng đóng luôn, em đóng kéo ra đi, em để lên trên nằm thanh ngang màn hình á. Cái tương bốc em để lên nó nằm thanh ngang màn hình thì nó dễ hơn. Thôi được rồi, thôi kệ nó đi, để cũng được. Rồi em thu nhỏ lại chút xíu để cho thấy toàn bộ cái sơ đồ. Nên em thấy còn cái chuyện nữa là mình vẽ, các em vẽ mô hình đó là nó còn nằm rải rác, có những cái khoảng không gian nó còn thừa rất nhiều, nhưng mà chúng ta không đủ chỗ vẽ mô hình, không đủ chỗ là do mình sắp xếp các thực thể nó chưa tối ưu. À, ví dụ như cái chỗ mình học kỳ với năm học với quan hệ nhau á, để chi nó xa như vậy. À, mình sắp xếp không tối ưu cho nên dẫn dẫn tới là nó làm cho chiếm chỗ mô hình, chứ mô hình ta vẽ nguyên màn hình này, ta vẽ tới vài chục cái thực thể ta vẫn nhìn thấy được như đề. Còn cái chuyện sắp xếp nữa ha. Rồi bây giờ nè, giữa cái học kỳ với năm học mà cụ hàm đó là sai. Giữa cái học kỳ với năm học, một học kỳ có một năm học thôi à. Một học kỳ nó có ở năm nào, năm học nào cũng có chứ. Nè. Mà kể cả em bỏ phụ thuộc hàm cũng sai luôn. Một học kỳ mà thuộc một năm học là sai. Một học kỳ tức là năm học nào cũng có học kỳ 1, học kỳ 2. Và học kỳ 1, học kỳ 2 đều có ở tất cả các năm học, như vậy không có cần phải xây dựng cái mối quan hệ này. Cái gì mà chúng ta bề mặt như chúng ta biết rồi thì chúng ta không cần quản lý. Chúng ta không cần phải xây dựng cái mối quan hệ giữa học kỳ và năm học. Bỏ luôn. Đó, bây giờ bỏ luôn thì chúng ta có cần biết là học kỳ 1 này của năm nào không? Năm nào cũng có hết mà, cần quản lý làm gì? À rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là quay trở lại cho học sinh với phụ huynh. Một học sinh thì phải có cái thực thể học của phụ huynh của em là không có khóa. Không có khóa, đó là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là một học sinh thì chỉ có thể có không có học sinh. Tại sao một học sinh không không có phụ huynh, không có thông tin phụ huynh Một con thầy, hả? nếu một con thì sao thầy? Một coi thì cũng phải có cái người đỡ đầu ông bà gì chứ, không? Phải có cái người đỡ đầu, cái người mà đưa em đó đi tới trường học chứ, cái người để chú bác hay ai đó đấy, thì phải có ít nhất là một. Rồi à, địa chỉ thường trú mình chỉ xây dựng cái thực thể, mình xây dựng thực thể là cái bây giờ cái tên đường, ấp ấp là tách riêng thành một thực thể, phường xã là tách riêng thành thực thể, quận huyện tách riêng thành thực thể, tỉnh thành tách riêng thực thể. Thì cái chỗ này em coi trong giáo trình của mình, cái ví dụ hệ thống bán hàng nó có đó, tách riêng ra ấp, khu vực, phường xã, quận huyện có hết, là cái mối quan hệ đó trong giáo trình có.
rảnh tách ra, tại đánh vậy cho dễ nhìn, tách ra cái em làm lộn xộn bung ra tàn Không lan có, một mô năm hình làm, vô. mô hình vẽ ra mới dễ nhìn chứ còn để vậy mới lộn xộn đó em. Hiểu không? Mình phải vẽ đúng ngay từ đầu, chuẩn ngay từ đầu luôn. Rồi. Nhìn vô một cái lớp học này, mình biết thuộc một khối. Một lớp học thuộc khối, đúng rồi, một khối có nhiều lớp, đúng rồi. Nhưng mà mình có biết cái lớp học này của năm nào không? Ví dụ một cái lớp học đó là của năm học nào có biết không? Không biết. Như vậy là mình phải xây dựng cái mối quan hệ giữa giữa lớp và năm học, sửa lại cái năm thành năm học đi. Rồi. Rồi, như vậy thì em xây dựng cái mối quan hệ giữa lớp và năm. Đúng vậy. Một lớp chỉ thuộc một năm học và một năm học có nhiều lớp. Em check bên chỗ mandatory cho nó nhanh. Đổi 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 chiều lại chưa? Một lớp thuộc năm học đúng mình. Rồi được rồi, kéo giãn cái năm học trước anh chút xíu cho nó rộng. Rồi. Rồi bây giờ cái chỗ mà giáo viên quan hệ với lớp á, giáo viên quan hệ nhiều nhiều đó là quan hệ, đó là quan hệ gì? Em muốn xây dựng cái mối quan hệ đó để mình biết thông tin gì? Để biết lớp có giáo viên nào dạy, giáo viên dạy lớp nào. Rồi, cái mối quan hệ này là để biết là giáo viên nào dạy lớp nào, lớp nào, lớp đó có giáo viên nào dạy đúng không? Đúng không? Rồi, bây giờ thầy hỏi em nè. À, bây giờ thầy thầy chất vấn để em hiểu được vấn đề. Rồi, bây giờ vậy thì bây giờ ví dụ như bây giờ mình biết giáo viên A dạy lớp 6A1 nhưng mà có biết dạy môn gì không? Không. Đúng không? Mình chỉ quản lý được à lớp 6A là giáo viên lớp 6A1 là giáo viên A dạy, giáo viên B dạy, giáo viên C dạy, D dạy. Nhưng mà mình chả có biết được là giáo viên nào dạy lớp nào môn gì. Đúng không? Không em? Gì? Các em? Hiểu ý thì nói không? Alo, còn nghe được không Duy? Con nghe thầy Hiểu ý thì nói không? hiểu. Rồi, như vậy chỗ đó cái mối quan hệ đó là sai. Nó chưa cho mình biết thông tin. Cái nhà trường đâu có cần biết là ai dạy lớp nào, mà nhà trường phải cần biết là ai dạy lớp nào môn gì. Ban giám hiệu quản lý là ai? Ở cái lớp 6A là thầy này cô nào dạy môn toán, thầy cô nào dạy môn lý, thầy cô nào dạy môn văn, thầy cô nào dạy môn sử địa. Cái đó mới cần. Chứ còn nhà trường đâu có cần biết là 6A nó có những giáo viên nào dạy đâu. Rồi, vậy là sai, bỏ đi. Rồi từ từ ha. Từ cái một. Rồi bây giờ một môn học hồi nãy nói rồi, một môn học cho nhiều lớp học chứ đâu phải mình chỉ có một lớp. Như vậy chỗ đó cũng về rồi. Như vậy nếu nhiều lớp thì lớp đó học những môn nào? Thì cái một lớp như vậy, một lớp như vậy thì học những môn nào? Thì mình quản lý cái hồi nãy đó như thầy phân tích đó, là mình quản lý là giáo viên nào dạy lớp nào môn gì là đủ rồi, chứ mình không cần quản lý là lớp đó sẽ học những môn nào, không cần quản lý lớp đó học với những giáo viên nào. Mình chỉ cần quản lý là lớp đó giáo viên nào dạy môn gì là có đầy đủ thông tin rồi ha. Vậy thì bỏ luôn cái mối quan hệ giữa lớp và giáo viên đó, giờ giữa lớp và môn học. Hiểu không? Cái đó là nó thừa luôn. Rồi từ từ nha, tiếp theo. Rồi bây giờ giáo viên với môn học, mình nếu mình xây dựng cái mối quan hệ giữa giáo viên với môn học này nhiều nhiều vậy đó, thì mình biết được giáo viên nào dạy được môn gì chứ không biết biết được giáo viên đó dạy lớp nào môn gì. Nên chỗ này chỉ biết được ví dụ giáo viên A dạy môn toán, giáo viên B dạy môn lý, giáo viên C dạy môn sinh, môn công nghệ, rồi giáo viên gì đó dạy môn thể dục. À, thì mình quản lý mình để mình biết là giáo viên dạy môn gì. Thì thay vì mình quản lý giáo viên nào dạy môn gì thì mình quản lý giáo viên đó thuộc tổ chuyên môn nào. Mình nên xây dựng cái tổ chuyên môn.
xây dựng thực thể tổ chuyên môn, và như vậy mình có cái danh mục sau này mình sẽ lưu cái danh mục tổ chuyên môn, ví dụ như tổ toán, tổ lý, tổ hóa, tổ sinh, tổ địa, tổ sử gì đó, tổ văn gì đó. Vì mỗi giáo viên thuộc tổ nào thì họ sẽ là chuyên môn đó, họ sẽ dạy những môn đó, cho nên mình không cần phải quản lý là giáo viên nào dạy môn gì. Thầy, cái này đề bài không nhắc tới, mình tự sáng tạo được hả thầy? Không, thầy đề bài không nhắc tới, nhưng mà đề bài cũng không có nói là giáo viên nào dạy môn gì, đúng không? Cho nên em vẽ giáo viên nào dạy môn gì là sai. Đề bài đâu có nói là giáo viên nào dạy môn gì đâu, hiểu không? Cho nên thầy mới nói là cái vẽ của em á, thay vì em quản lý giáo viên nào dạy môn gì thì em nên quản lý giáo viên nào thuộc môn tổ chuyên môn nào, nó sẽ hay hơn. Rồi coi lại có cái đề bài của em có không, có những bài tập thầy cho là giáo viên thuộc tổ chuyên môn nào đó, có đó, chúng em không có. Rồi chút xíu coi lại ha, gà sót lại cái đề bài. Rồi bây giờ điểm nè, điểm tới đây điểm nè, bây giờ quan hệ giữa môn học với học kỳ là không có, bỏ luôn. Một môn học có dạy ở tất cả các học kỳ, 1, 2 đều có hết. Như vậy mình không cần xây dựng cái mối quan hệ. Cái gì mà hiển nhiên biết rồi thì không cần xây dựng cái mối quan hệ đó. Rồi bây giờ điểm nhìn lên đây, các em nhìn lên cái em vẽ đây. Điểm thì bây giờ mình nhìn vô đây mình cũng có biết là điểm này á, một cái điểm, một thể hiện điểm này, điểm kiểm tra 1, kiểm tra 2, kiểm tra 3 này giữa kỳ cuối kỳ này. Có biết của em nào không? Không biết. Có biết của năm học nào không? Không biết luôn. Như vậy nhìn lên cái điểm này, mình điểm của môn học học kỳ à? Mình thấy cái mối quan hệ dữ liệu á, mình chỉ thấy là đề môn học gì đó ở học kỳ nào đó điểm bao nhiêu, như vậy mình đâu có biết được điểm của em nào và năm học nào. Hiểu không? Cho nên chỗ này mình bị thiếu ha. Chỗ này thì mình vẽ làm sao? Chỗ này thì em phải cho điểm nó phụ thuộc hàm vào học sinh và phụ thuộc hàm vào năm học, đúng rồi em đang vẽ đó. Mà đổi cái chiều lại ha, một điểm như vậy chỉ cho một năm học, một học sinh, một học kỳ, một môn học là đúng. Thực ra thì cũng cũng cảm ơn em Di ha, nhờ có em Di làm, mặc dù làm sai nhưng mà có cái để thầy góp ý. Còn nếu mà các em mà không làm gì hết thì nói thật ra mà nói bây giờ thầy chỉ có ngồi đây đợi các em hỏi thôi, còn không thì chúng ta kết thúc lớp học rồi. Chứ giờ thầy mấy bài trước là thầy đã giải ví dụ nhiều rồi, bây giờ mà thầy giải nữa thì nó cũng thừa thôi. Nhờ các em Di có làm cho nên thầy phân tích đúng sai để các em rút kinh nghiệm. Có em xe màn hình thầy coi ba em thầy. Khoan, để Di làm cho xong đi. Sao Di? Em phải cảm ơn thầy nhiều gấp mấy lần thầy ơi. Thôi, mà không, rồi, được rồi, ấn gì Di. Rồi. Nói chung là các em làm sai thì đối với tôi là chuyện bình thường. Tôi nói với sinh viên mình đó là các em làm sai là bình thường, nhưng các em phải làm. Mà các em làm thì bắt đầu tôi góp ý mấy em mới hiểu. Còn nếu mấy em không làm thì thầy góp ý em không có hiểu đâu. Rồi cái chỗ đó được rồi em. Ví dụ như bây giờ cái chỗ đó mình có cái điểm không có mã điểm đâu, bỏ mã điểm đi. Không cần mã điểm, bởi vì nó khóa nó lúc này là gì? Khóa lúc này là mã học sinh, mã môn học, học kỳ, năm học là đủ xác định cái điểm rồi. Hiểu không? Em vẽ cái chỗ mà học sinh quan hệ điểm là phụ thuộc hàm luôn. Học sinh quan hệ với năm học phụ thuộc hàm giống như em vẽ so với điểm với quan hệ với học kỳ vậy đó. Cho nó quan hệ nhiều nhiều qua một nhiều á, một nhiều chuyển qua trên một nhiều rồi em cho một một rồi kìa. Cho ở trên quan hệ một nhiều ở trên á. Ở trên chỗ cardinality á. Ở trên đó nó có là một one mini đó. Rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi đó, vậy được rồi, ok.
Rồi tương tự vậy, năm học cũng vậy, dễ giống vậy luôn. Rồi đó, như vậy đó. Bây giờ như vậy, lúc này quay trở lại cái ban đầu em hỏi thầy nè, phụ thuộc hàm lúc này khóa của điểm là gì? Khóa của điểm nó là gồm có mã môn học, mã học sinh, năm học và học kỳ. Và bốn giá trị này là không được lặp lại. Tức là bốn giá trị này mình lấy một cái mã học sinh, ví dụ như là HS01 với cái môn toán học kỳ 1 năm học 22-23, thì mà em này sẽ có gì? Có các giá trị điểm như điểm kiểm tra 1, kiểm tra 2, kiểm tra 3, giữa kỳ, cuối kỳ. Em có thể thêm một cái thuộc tính là điểm trung bình, để từ các cái điểm này nè mình tính ra được cái điểm trung bình. Và thêm một cái nữa là xếp loại học lực của cái giới điểm trung bình đó, thì loại học lực là cái gì thì nó sẽ đầy đủ hơn. Ngay thì cách làm là như vậy. À, rồi cái chỗ mà giáo viên quan hệ như địa chỉ thường trú á, thì mình thường ghi á, là ghi số nhà mình đặt trong cái, nó là thuộc tính của giáo viên, của học sinh. Rồi cái quan, cái thực thể học sinh mới quan hệ với ấp khu vực, tương tự giáo viên về quan hệ ấp khu vực. Còn nếu có chăng nữa thì cái tên đường mình ghi ở, ở trong luôn, số 10 Lý Tự Trọng hay gì đó luôn, số 10 Nguyễn Trãi gì đó luôn ha. À, để mình ghi trong đó luôn, thì mình không có để ghi cái địa chỉ thường trú như thế này. Thì qua cái mối quan hệ giữa giữa học sinh với ấp khu vực, ấp khu vực quan hệ xã phường quan hệ quận huyện, huyện quan hệ tỉnh thành, thì mình đó chính là gì? Chính là nói lên cái địa chỉ thường trú, chứ không phải xây dựng cái địa chỉ thực thể, địa chỉ thường trú. Rồi chị hiểu vấn đề chưa? Dạ rồi, hiểu vấn đề rồi thầy. Những vấn đề rồi tới đây, như em co đọc lại cái bài, đọc lại cái mô tả của cái bài tập thầy cho, từ đó vẽ coi thiếu cái gì vẽ tiếp nữa nha. Dạ, cảm Rồi ơn chị nhiều. rồi, ok em. Rồi em thì mới hỏi đòi xem màn hình cho thầy coi đấy, mời em. Dạ em á nè. À rồi, Hồi nãy em vẽ thêm cái giáo viên rồi cái em nghe thầy mới nói tổ chuyên môn, em mới vẽ tổ chuyên môn, em chưa có tạo cái một tổ chuyên môn nó có nhiều giáo viên. ít nhất là một, Dạ. rồi một cái gì phải thuộc ít nhất một tổ chuyên môn. Ok đúng rồi đó. Sao em vẽ luôn các thực thể nó màu xanh lá với màu tím hết trơn vậy? em Tại vừa em định vừa dạng á thầy, em định dạng hả? định dạng cái mô phi nè thầy. Em cũng rảnh quá À, em ha. mò mò nhiều thứ rồi cái thấy nó có mà Ừ. căn chỉnh hàng của các thực thể nó bằng nhau thầy, ví dụ như ba bốn cái thực thể này mà muốn bằng nhau thì cứ align nó là nó bằng nhau thầy. Ừ. Em Rồi. mò mấy cái. Vậy thì mới nói em Dạ rảnh. mới mò lần 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 mới 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 hiểu được sâu xa vấn đề. Rồi, muốn hỏi chỗ nào? Một cái giáo viên với cái giảng dạy nè thầy, giờ nó quan hệ em coi lại cái đề. Giáo viên nào dạy lớp nào môn gì thì nó là gì? Nó là sự kết hợp của giáo viên của lớp của môn. Dạ. Không, cho nên các em biết không, mặc dù này nói các em nhiều khi các em vắng học rồi các em coi lại cái clip, nhưng mà nếu các em dành cái thời gian mà coi lại cái clip á thì các em cũng phải ngồi mất một buổi. Ví dụ như thầy dạy 2 tiếng đi, 3 tiết đi, thì các em cũng phải ngồi coi lại 3 tiết, đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ Và đúng như rồi. vậy các em ngồi coi lại, các em nghe
các em nghe rồi các em phải ghi chép, rồi các em đọc giáo trình, các em tóm tắt thì các em mới nhớ, các em mới làm. Thì tất cả các kỹ thuật này đó là thầy trong quá trình dạy lý thuyết trước giảng đó, thì đã có giảng rồi, nhưng mà các em không có thời gian để các em coi lại clip, rồi các em cũng không có thời gian để mà mình đọc giáo trình, mình ghi tóm tắt lại. Thành ra khi mình tới trường mình đụng vô mình làm bài tập á, mình không biết được mình làm. Cho nên là nó chứ còn nó có hết trơn, là những cái thứ này là nó mình những cái kỹ thuật có. Ví dụ như bây giờ giáo viên nào dạy lớp nào muốn gì vậy là sao, thì những cái phần trước đó, giờ những cái phần giảng trước thì có rồi. Cái chỗ ấp khu vực phường xã quận huyện tỉnh thành là đúng rồi đó, học sinh thì đúng rồi, dân tộc đúng rồi đó. Rồi bây giờ nếu như mình chỗ cái lớp khối và năm học em để gì cũng được, nhưng mà thầy đề nghị là cái mã lớp em không có để mã mà là để số thứ tự, nó sẽ hay hơn của lớp á. Giờ bỏ luôn cái tên lớp đi, không cần cái tên lớp, số thứ tự lớp. Giờ tại sao mình bỏ cái số, mình bỏ cái tên lớp? Thì thực ra mà nói á, Cái bây tên giờ lớp này nó là phụ thuộc hàm của năm học và khối luôn ha này. không phải cái tên lớp, rồi mình ghé lấy cái tên khối cộng với số tự nó ra tên lớp rồi. Ví dụ như 11, 12, 13, 14 gì đó, nó có thể trở thành tên lớp rồi, đúng không? Còn nếu mình muốn ghép thêm chữ A vô nữa thì mình lấy cái khối cộng chữ A cộng với số thứ tự lớp cộng dấu gạch giữa gì đó thì mình ra được cái tên lớp rồi. Cho nên mình để cái tên lớp thì sau này á, sau này nhà trường phải nhập từng cái tên lớp vô. Ví dụ như mình có là năm lớp 6 mình phải nhập năm cái tên. Còn nếu mà không thì hệ phần mềm, nếu mà không tên lớp mình lấy cái tên khối cộng với một quy tắc nào đó để ra tên lớp, thì mình ghép các cái giá trị nó lại trở ra được cái tên lớp, thì phần mềm nó làm luôn cho mình khỏi cần phải ghi cái tên lớp. Rồi hỏi chỗ nào nữa á? Ngay cái giảng dạy này hồi nãy hình như đâu phải Em cho nó quay cái phụ thuộc hàm lại, hay quay phụ thuộc hàm lại. cái này hả Ừ. Một cái giảng dạy, một cái thể hiện của giảng dạy đó cho một lớp, một môn học và một giáo viên thôi. giảng dạy cho một nhân viên. Rồi một giảng dạy cũng cho một môn thôi, một cái chỗ giảng dạy cũng cho một môn thôi, ít nhất phải một môn chứ không thể nào không được. Phụ thuộc hàm luôn không thầy? Phụ thuộc hàm luôn. Và tương tự vậy cái chỗ lớp cũng vậy, nó một giảng dạy chỉ cho đúng một lớp thôi, và một lớp có nhiều cái thể hiện giảng dạy. Dạy lớp Chỗ giống quan hệ giữa lớp và giảng dạy đó, quan hệ giữa lớp và giảng dạy đó em, dạ phụ thuộc hàm luôn á thầy. phụ thuộc hàm luôn. Em đổi chiều lại, đổi 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 cái chiều lại, đổi chiều lại, đổi cái chiều phụ thuộc hàm lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Bây giờ Vậy là là cái giảng dạy này nó là phụ thuộc hàm của lớp, của giáo viên, của môn học. một lớp có thể có nhiều cái thể hiện giảng dạy, và một cái giảng dạy cho một lớp, cho một môn, và một giáo viên. Và ở đây nè, ở đây mình lưu ý mình phân tích thêm cái phụ thuộc hàm nè. Một lớp với một môn học chỉ có một giáo viên dạy thôi, đúng không? Vậy thì giữa cái giảng dạy với giáo viên không cần phụ thuộc hàm, Anh dạy và giáo viên. không cần phụ thuộc hàm. Nhưng mà nó phải có là ít nhất một 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 giáo viên. Đúng rồi, phải có một cái viên. Rồi em dừng màn hình đi để thầy minh họa cái chỗ này cho các em hiểu.
Đây, thầy chụp màn hình của má nè, vẽ nè. Bây giờ thầy lấy đúng cái phần này thôi, liên quan chỗ này. Rồi, bây giờ cái chỗ này nè, liên quan chỗ này. Bây giờ lớp, không? Lớp thì nó sẽ có những thuộc tính nào? Lớp nè. Ví dụ hồi nãy mình có là mã khối nè, là khối nè, rồi mình có số thứ tự lớp nè, mình có năm học nè, là lớp đúng không? Vậy là ba cái anh này làm khóa bị phụ thuộc hàm nè, phụ thuộc vào khối nè, phụ thuộc vào năm học nè. Còn số ba cái khóa của lớp là ghi chỗ này nãy giờ thầy nói em giảng em chưa khá nhiều chỗ này nè. Đâu khóa của nhìn vô đây, khóa của lớp gồm có gì? Gồm có khối, năm học và số tự. Để mình vẽ phụ thuộc hàm nè, mình theo định nghĩa, theo định nghĩa của lai bài giảng này cho nên các em thấy là kiến thức phải có, phải nắm được thì mình mới hiểu được cái mình làm. Rồi bây giờ cái ba cái này mới làm khóa. Thì ví dụ như tôi có lớp 6 mà lớp 6 thứ nhất nè, năm học 22 23 nè, là một lớp nè đúng không? Lớp 6 thứ hai nè, năm học 22 23 nè, lớp 6 thứ hai nè. Rồi lớp 7 thứ nhất nè, năm học 22 23 nè, lớp 7 nè thứ hai nè, 22 23 nè. Đó. Rồi tương tự lớp 8 lớp 9 đúng không? Ví dụ khoảng năm 2024 đó, mình quay lại lớp 6 nè, mở thứ nhất nè, 2023 2024 nè, hiểu không? Đó, rồi như vậy thì mình cũng có lớp 6 thứ hai của năm học hai thứ hai là của năm học 23 24 nè. Rồi thì cái này là của cái năm học sau, của năm học sau thôi, mình miễn bàn đi ha, cũng nói đó. Thầy ví dụ cho các em thấy là khi mà cái lớp 6 là gì, thế là lớp 6 1 là lớp 6 1 này lặp lại nè, nhưng mà nó của năm học sau nhờ cái này tham gia vô khóa. Và nếu anh này không tham vô vô khóa thì mình chỗ này 6161 nó đụng khóa rồi không được. Rồi bây giờ đó là minh họa cho cái lớp nè, tiếp theo minh họa cho cái môn học nè. Vậy thì chỗ này mình có môn, mình có mã môn nè, có tên môn nè. Tên môn này không có là khóa nè, đây mình có danh sách các cơ bản luôn các môn học nè, ví dụ như môn toán nè, chỗ này toán nè, văn nè, sử nè, môn địa nè, lý nè, dần dần. Rồi như vậy thì cái thực thể môn này sẽ trong cơ sở liệu mình sẽ có bảng môn, mình lưu được danh sách các cái môn mà nhà trường dạy, đúng không? Rồi bây giờ giáo viên, giáo viên thì mình có đây, giáo viên, giáo viên có mã giáo viên nè, tên giáo viên nè. Rồi chỗ này giáo viên mình lưu tên hay lưu họ tên á? Lưu họ tên mình phải ghi được tính là họ tên ha. Rồi ngày sinh nè, dần dần. Còn nữa ha, ở đây á là dấu này nó không chịu mã giáo viên làm khóa. Không, đây là cái bảng này lưu thông tin gì giáo viên. Rồi ví dụ như giáo viên một nè, tên là A nè, giáo viên hai nè tên B nè, giáo viên ba nè tên C nè. Rồi bây giờ cái bảng giảng dạy này mình vẽ như vậy thì khóa nó lấy, nó khóa này nó lấy cái khóa của lớp cộng với mã môn đưa về làm khóa, xác định mã giáo viên, mã viên kéo về theo quy tắc số 3. Chỗ này các em áp dụng vô dùm thầy cái chỗ mình có lý thuyết học các quy tắc chuyển đổi nè, quy tắc số 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 3 nè. Đấy, quan hệ một nhiều có không có cục hàm thì nó kéo phá hoa B1 về làm phá hoại,
Còn quan hệ có phụ hàm nó kéo B1 về tham gia vô khóa chính luôn. Nãy giờ nói cái này chỗ này rất rất nhiều. Đây quy tắc này cũng được nè. Em nắm quy tắc này vậy. Em cũng hiểu được vấn đề. Rồi. Như vậy thì chỗ này nó sẽ lấy nguyên cái này làm khóa mà. Lấy chỗ cái bảng giảng dạy á. Giảng dạy nè. Thì nó lấy nguyên cái khóa này về. Đúng không? Cộng với mã môn khóa xác định gì, mã giáo viên không có tham gia vô khóa, mã giáo viên không tham gia vô khóa nha. Như mình vẽ chỗ này á, thì mà theo quy tắc 3 nè, theo quy tắc 3 đây không có một hàm thì nó chỉ kéo về làm phá ngoại thôi, cho nên B1 ở đây là chỉ là FK là foreign key ha. Còn chỗ này có phụ thuộc hàm thì nó kéo B1 về làm phá ngoại và phá chính luôn. Rồi như vậy thì cái bảng giảng dạy của mình nó như thế này. Rồi vậy thì bây giờ mình luôn thông tin gì, ví dụ như cái lớp 6 là một năm học 22-23, lớp 6 một năm 2022-23. Rồi môn toán giáo viên nào dạy, giáo viên G1 dạy đó. Bây giờ nếu mà cái lớp này môn toán nữa mà giáo viên khác dạy nữa được không, GV2 thì nó sẽ đụng khóa rồi. Chỗ này cái khóa nó tới đây, tới đây làm khóa nè. Thì mình 61223T, 61223T, hai này lặp lại khóa rồi. Hay gì? Thấy không gì? Hả? Dạ thấy thầy. Dạ thấy. Đúng không? Đó, như vậy thì chỗ này đụng khóa rồi. Thầy Cho cho nên em hỏi cái thầy. rồi hỏi đi. Cái bảng giáo viên đó, những cái như giáo viên mã rồi giáo viên số điện thoại, giáo viên số căn cước công dân, là những cái thứ này không được lặp lại sau đó, không không cần phải đặt khóa thầy. Mã giáo viên hả? Mã giáo viên nè, đặt khóa rồi nè. Không, tại cái trên hình bảng vẽ của anh đã. À, trên trên bảng vẽ của Á là chưa có đặt khóa, chỗ này phải đặt khóa mã giáo viên mới đúng. Chỗ này vẽ sai. Chỗ này vẽ sai cho nên là mà vẽ sai thì cái mô hình này là coi như nó kéo về là kéo không được nè ha, sau này chuyển về cơ sở lưu chuyển không được. Thì chỗ này nãy thầy quên nhìn chỗ này, mã giáo viên là khóa mới được ha. Thì như vậy chỗ này nếu như em Á vẽ chỗ này là phụ thuộc hàm luôn thì lúc này mã giáo viên tham gia vô là khóa luôn. Giả sử ha, thì giả sử như mã giáo viên tham gia khóa luôn, thì nếu mã giáo viên tham gia vô khóa luôn thì nó cho phép tồn tại hai cái mẫu tin này, nó vẫn lưu trữ được. Bởi vì dòng trên này với dòng dưới này là hai dòng khác nhau, hiểu không gì? Dạ hiểu rồi. Rồi mà nếu như vậy có nghĩa là cùng một lớp 6A1, 661 năm 2023 của môn toán có hai giáo viên dạy, trong cái năm này có hai giáo viên dạy. Và trên thực tế thì sao? Chỉ có một giáo viên dạy thôi. Hiểu không? Các em hiểu chỗ này không? Á ơi, hiểu không á? Dạ hiểu rồi thầy. Cho nên các em thấy là mình phân tích mình phải kỹ lưỡng từng cái chuyện phụ thuộc hàm, và cái người em vẽ như thế này em phải thấy kết quả sinh ra cơ sở liệu nó như thế nào, dữ liệu lưu trữ như thế nào để em mới đánh giá được cái vẽ của em gì đúng hay sai. Cũng như thầy nói, thầy hay lấy cái hình ảnh ông kiến sư, cái công việc của ông kiến sư á, thì ông vẽ cái nhà, cái phòng khách diện tích bao nhiêu thì ông phải hình dung là cái phòng khách đó nó cho phép đặt cái bên trong cái phòng khách đó, cho phép đặt những cái dụng cụ gì, dụng cụ gia đình gì, ví dụ bộ ghế, ví dụ chiếc xe hơi, ví dụ như cái bàn, cái tủ gì đó có được hay không. Ông phải tính thật kỹ từng chi tiết. Thì mình ở đây cũng vậy đó, mình thiết kế cơ sở liệu thì mình phải tính từng chi tiết, anh vẽ dày thì kết quả dày. À, nếu không một hàm thì chỗ này như thế này, tới đây phá tới đây thôi, vậy thì chỗ này không lưu được như điều này. Thì như vậy chỉ có là gì, chỉ có cái này là không được lặp lại, chỉ có môn văn thì được. À, môn văn thì có thể là giáo viên thứ hai dạy môn văn thì được. Nói như vậy, cái bảng này có phải là lúc này
cái bảng này là lưu cái gì, lưu cái thông tin lớp nào, môn gì, ai dạy. Muốn biết tên giáo viên, chúng ta kết nối cái bảng giảng dạy với cái bảng giáo viên và lấy thông tin của giáo viên. Muốn nói lấy cái tên môn, chúng ta nói qua bảng này, chúng ta lấy cái mã môn như mày, ta nói qua, ta lấy tên môn. Muốn biết thông tin lớp gì đó, ta nói qua đây, đúng không? Và thì như vậy chúng ta sẽ có cái trả lời câu hỏi là lớp nào, môn gì, ai dạy. Rồi, vậy được chưa? Còn chỗ nào hỏi nữa không? Mấy em khác muốn hỏi gì nữa, xin mời. Lại mấy cái ấp xã huyện này kia khu vực em cũng chưa có đặt cái khóa cái khay nữa. Em phải đặt khóa mới được. Dạ không phải sai đâu thầy ơi, tại thiếu này. Rồi. Chưa đặt. Rồi nếu không thì bây giờ các em dành ít phút các em làm tiếp đi. Các em làm tiếp cái bài số 8 phân tích tiếp dễ cho đầy đủ đi. Dễ sẽ đem cho xong hết đi. Ha. Rồi chút xíu nữa coi chỗ nào dễ được rồi đầu mình chiếu ra đi rồi thầy nói rút kinh nghiệm. Chứ còn bây giờ thầy mà cứ vẽ hoài mà mốt em không biết đường thi em làm không được đâu. Rồi vậy lớp làm ha. Thầy ngồi đây có gì chỗ nào hỏi thì thầy trả lời.
trong cái phần mềm nó từ CMD mà nó chuyển qua LDM vẫn được hết rồi. Được em, vẫn được, nhưng mà nên áp dụng quy tắc để trình bày dưới dạng mô hình luận lý như thầy làm cái bài tập 1 đi ha. Mình phải, nói chung là mình phải làm chủ các quy tắc đó, chứ mình không có, thực ra cái phần mềm mà báo về cho nó cho phép em sinh ra thẳng qua mô hình vật lý, rồi từ vật lý em kết nối với một hệ quản trị em sinh ra các cái bảng luôn. Nhưng mà với điều kiện là em phải khai báo các thuộc tính, khai báo kiểu dữ liệu, khai báo đầy đủ thì em mới sinh ra được cái cơ sở liệu. Nào, người nên áp dụng các quy tắc trình bày dưới dạng lược đồ quan hệ ha. Mình làm bằng tay để hiểu vấn đề này. Đúng rồi, mình làm bằng tay hiểu vấn đề, để mai mốt công cụ mà nó làm sai đó, công cụ mà nó sinh ra sai đó là mình phải biết. Bây giờ tại sao công cụ sinh sai? Thực ra công cụ sinh sai là cũng là lỗi cho mình vẽ cái mô hình nó bị thiếu, mình khai báo thiếu thông tin, mình vẽ mô hình nó bị sai, nó bị mâu thuẫn trong đó thì ra nó sẽ sinh ra sai, nó sai tùm lum đó nha, thì lúc đó mình mới kiểm soát được, chứ mình không có lệ thuộc vào công cụ. Alo, kem mời. Đâu hết rồi. Á ơi, nghe đúng áp. Gì ơi. Dạ em nghe, em đang làm thôi. Để Dạ nghe rõ thầy ơi. làm tới đâu rồi?
Alo, cái em ơi làm được nhiêu thôi sửa đi, rồi thầy thầy sửa cho, rồi cái mình thầy dặn dò chút xíu rồi mình kết thúc em. À ơi, làm được nhiêu rồi, chứ gì em khác có em nào làm không, nãy giờ là có em nào mấy em khác làm được không? Em còn tệ hơn anh đá rồi đó Hả? em đang vẽ DFD đúng một lần lần Rồi thôi bây giờ cái phần CDM á làm tới đâu rồi? Mô dữ liệu mức quan điểm á. Rồi nghe được không? Bây giờ nghe thầy thầy sửa bài ha, nãy giờ mấy ông làm rồi thầy sửa bài rồi mình rút kinh nghiệm thôi. Rồi cái mô hình đó là gì? Ha. À, thấy chưa Duy với Á? Với các em, thấy chưa? Dạ thấy rồi. Rồi bây giờ mình đọc ở đây đó thì người ta cho mỗi khối thì có khối 6, khối 7, 8, 9 nè, có mã khối, tên khối nè. Rồi mỗi một khối như vậy thì mã khối thì không lặp lại nè. Vì là gặp cái câu này thì nó là khóa rồi. Rồi mỗi lớp thì có mã lớp, tên lớp. Mã lớp thì cũng không được lặp lại, mỗi lớp chỉ thuộc một khối và một năm học ha. Thì cái này bữa trước thầy có phân tích rồi. Rồi bây giờ tất cả quản lý tất cả học sinh, mỗi học sinh vào trường vậy thì mình có thực thể học sinh nè, được cấp một mã số học sinh nè, mã số này không được lặp lại trong suốt quá trình học từ lớp 6 đến lớp 9 nè. Rồi mỗi năm học thì học sinh được nhà trường xếp vào một lớp duy nhất và một lớp có nhiều học sinh. Các thông tin khác của học sinh cần quản lý như là họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên cha gì đó, những thứ này là gì, là thuộc tính của thực thể học sinh ở trên này. À, vậy thì qua cái đoạn này, cái nội dung thứ hai này thì mình vẽ được cái điều này, mỗi học sinh thuộc một ấp khu vực, ấp khu vực một phường xã thuộc quận huyện tỉnh thành, đúng không? Đây, em vẽ đường này và những cái thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, nơi sinh, họ tên cha, nghề nghiệp cha, họ tên mẹ, nghề nghiệp mẹ, năm sinh mẹ nè, nha, dân dân. Đây là các thuộc tính học sinh hồi nãy mình được kê đó. Vậy thì một học sinh có thể học một hoặc nhiều lớp, tức là đầu tiên dụ như em đó học lớp 6 A1 đi, sau đó lớp 6 A2. Ở trên lớp 6 A1 lên lớp 7 A1, 7 A1 lên 8 A1, 9 A1. Nhiều lớp thì một lớp có nhiều học sinh, mình vẽ được chỗ này. Và còn chỗ này hồi nãy phân tích rồi, một lớp thì mình có là chỗ này, nữa là số thứ tự lớp ha, số tự lớp. À bây giờ ở đây nè, xong rồi chỗ này mã lớp thì không lặp lại, mã khối không lặp lại, cho nên chỗ này mình không cần phụ thuộc hàm. À, chỗ này thì cũng không cần phụ thuộc hàm luôn, mỗi mã lớp là phân biệt rồi thì không cần phụ thuộc hàm. Còn nếu như mình vẽ phụ thuộc hàm, vẽ phụ thuộc hàm thì giống như bài toán nãy thầy phân tích trường hợp của Á vẽ đó thì cũng được. Thì do cái đây là cái bài tập cho nên thầy đơn giản quá, chứ đúng là vẽ như Á hồi nãy đó, sửa thầy sửa cho em Á đó thì mới là đúng trong thực tế. Còn bây giờ mình ở đây mình cho mã khối không được là tên khối, thì cái đề bài mô tả sao thì mình vẽ đúng vậy, mình vẽ vậy. Rồi lớp nào học môn gì ai dạy, thì chỗ này bài toán này ví dụ minh họa rồi, đúng không? Điểm số thì ở đây
trong cái đề bài của mình có cho quản lý điểm số. À, thì mỗi một học kỳ năm học thì với từng cái môn học, một học sinh có các điểm số như điểm kiểm tra 1, điểm kiểm tra 2, điểm kiểm tra 3, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ. Tới đây thì mình vẽ đúng vậy. Một cái điểm như thế này, kiểm tra 1, 2, 3 nè, giữa kỳ, cuối kỳ nè, thì của một học kỳ nè, một trong một năm học, một học sinh và một môn học. Thì cái chỗ này hồi nãy mà thầy cũng có đã góp ý cho em á rồi, đúng không? Thì mô hình của mình với cái đặc tả cái bài như vậy thì mô hình của mình là như thế này. Thì chút xíu tôi sẽ gửi cái file này lên cho group Zalo cho các em ha. Rồi chỗ này hiểu chưa? Bây giờ được chưa các em? Gì? Dạ hiểu rồi. Hiểu rồi nha. Bây giờ từ đây mà chuyển qua bên cái mô hình dữ liệu mức quan điểm á, mức luận lý á, thì các em làm bữa trước mình có làm rồi bài tập số 1 nè, bài tập số 1 đây đúng không, coi lại bài tập này và các cái quy tắc chuyển đổi thì trong giáo trình và trong live bài giảng của thầy có đủ hết các quy tắc để mình học. Rồi dựa trên cái các quy tắc này thì mình chuyển đây cái bài giới mô hình này thì mình chuyển sang luận lý, mình trình bày dạng này ha. Đó, và viết các hạng mục tham chiếu, cái hạng mục tham chiếu ví dụ như chỗ này mình viết hạng mục tham chiếu được không, khi mình nhân viên nè lấy mã chức vụ mã đơn vị về làm phá hoại thì mình viết cái hạng mục tham chiếu thứ nhất nè, chiếu phá hoại nè, thì như vậy ở đây mình có hai cái phá hoại mã chức vụ tham chiếu tới mã chức vụ trong cái quan hệ chức vụ nè, mã đơn vị tham chiếu đến mã đơn vị trong cái quan hệ đơn vị nè. Vậy thì chỗ này mình ghi cái tham chiếu thứ nhất. Cái thứ nhất là gì? Nhân viên nè. Mã chức vụ nè. Rồi. Tham chiếu đến chức vụ. Mã chức vụ. Đấy. Thì đây là cái cách mình trình bày các hạng mục tham chiếu ha. Và tương tự như vậy thì cái tham chiếu thứ hai là nhân viên nè, mã đơn vị, tham chiếu đến đơn vị, mã đơn vị. Cái này trong giáo trình cũng có ví dụ rồi ha, em về các em tham khảo lại kỹ trong giáo trình đó. Như vậy thì tương tự như hóa đơn, ở đây mình có mã nhân viên, về mã nhân viên này tham chiếu đến mã nhân viên trong cái quan hệ nhân viên, mã đoàn khách tham chiếu đến quan hệ đoàn khách nè, mã đoàn khách trong quan hệ đoàn khách nè. Thì các em viết viết đầy đủ các cái mỗi cái phá hoại này nè, mình viết nó thành một tham chiếu đến bản con đến bản cha. À, thì đó là cái các em làm tương tự như vậy cho cái bài này, các em chuyển qua hết trình bày cái môn luận lý và rằng tham chiếu. Rồi bây giờ tới cái DFD bài 8 này, cái câu mà câu 3 là xây dựng cái lô đồ dùng được cấp 0 cấp 1. À, thì cấp 0 cấp 1 thì các em cũng tham khảo cái bài tập số 1 hôm rồi thầy vẽ bài tập số 1 cho các em. Đây. Đúng không? Mình có vẽ cái bài tập này, thầy cũng gửi lên Zalo cho các em rồi. Thì như vậy thì mình xem đầu tiên mình vẽ cái DFD cấp 0 nè. Kế đến mình phân rã mình vẽ DFD cấp 1 nè. Đó, mình vẽ như thế này. Đó, thì như vậy thì đối với cái bài
cái bài mà bài bài tám mình đang đang làm ở đây thì mình vẽ như thế nào. Rồi các em nhìn lên đây, các em nhìn lên cái kết quả mình vẽ nè. Thì đối với cái ở đây á, thì mình thấy là quản lý điểm á, thì cái này nhập điểm vô thì ai nhập điểm? Giáo viên. Giáo viên giảng dạy sẽ nhập điểm, đúng không? Rồi ai là người sẽ đưa cái dữ liệu về danh mục các cái ấp, khu vực, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành, học sinh, khối, lớp, cán bộ, rồi môn học, học kỳ, rồi phân công giảng dạy là đây. Vậy ai thì thường là mình cho hiệu phó chuyên môn ha. Thì trong trong cái bài kiểm tra cuối kỳ ấy, sẵn này nói luôn, thì thầy sẽ cho các em nguồn đích, tức là cho sẵn các em biết cái nguồn đích này, ví dụ như cho đoàn khách, cho nhân viên quản lý, cho trước, thì các em chỉ cần phân tích cái dữ liệu đầu vào đầu ra thôi, ai là người đưa dữ liệu gì đó vào trong hệ thống này, và hệ thống này kết xuất ra một cái dữ liệu nào đó gửi đến người nào, thì mình ngồi mình tính toán, mình vẽ. Ví dụ trong trường hợp này, bây giờ điểm này là do giáo viên nhập vô, như vậy điểm này phải đi từ giáo viên vô, cái một cái phân công giảng dạy này phải đi từ hiệu phó chuyên môn rồi vô. Ai là người tạo các cái lớp hàng năm, hiệu phó chuyên môn. Ai là người cập nhật cái danh mục các cái khối 6, 7, 8, 9, hiệu phó chuyên môn. Ai là người khai báo cái năm học, danh mục năm học, học kỳ thì cũng là hiệu phó chuyên môn. Ai là người khai báo các cái danh mục ấp, khu vực, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành cũng là hiệu phó chuyên môn. Ai là người cập nhật cái dữ liệu học sinh này cũng là hiệu phó chuyên môn. Rồi sắp lớp cho này cũng là hiệu phó chuyên môn mới làm được chuyện đó, chứ giáo viên đâu có quyền sắp lớp, sắp lớp. Giáo viên chỉ có nhập điểm thôi. Vậy thì cái mô hình DFD ở cấp 0 đây, mình sẽ vẽ như này. À, như vậy thì có thể chỗ này em để chung chung thì em để ban giám hiệu, còn nếu như cái đề bài cho mà hiệu phó chuyên môn thì mình đổi lại chỗ này là hiệu phó chuyên môn à, và giáo viên. Vậy thì bây giờ đối với cái mô hình này thì lấy cái mô hình này là cái bài vẽ, cũng là một cái bài tập mà cũng nó có thể là đúng với cái mô tả ở đây, hoặc là có thể là gia giảm. Ở đây thì không có quản lý chủ nhiệm, đúng không? Bây giờ mình rà soát lại mình coi nè. Nãy giờ mình thấy đây là quản lý các lớp học nè, quản lý học sinh nè, rồi quản lý cái phân công giảng dạy nè, quản lý điểm, không có đề cập đến giáo viên chủ nhiệm. Vậy thì trong trường hợp này đối với giáo viên thì dữ liệu đầu vào là gì? Điểm của học sinh. À, và giáo viên dạy môn nào thì in ra bảng điểm của cái môn học đó, lớp đó theo từng lớp, bảng điểm môn học theo lớp à, và đưa vô danh sách giáo viên chủ nhiệm trong cái cơ sở dữ liệu của mình. Ở đây không không có không cho biết là lớp này giáo viên nào chủ nhiệm, còn nếu như khi nào mình có quản lý cái mối quan hệ ai chủ nhiệm lớp nè, ai chủ nhiệm, thì lúc đó mình mới in, mình mới kết xuất được cái danh sách giáo viên chủ nhiệm. Còn trong trường hợp này không có, cho nên ở cái DFD cấp 0 trong trường hợp này đây, mình bỏ cái kết xuất cái danh sách giáo viên chủ nhiệm này ra đi, không có để đây. Bảng điểm tổng hợp của lớp, rồi cái này bảng điểm tổng hợp của lớp. Bây giờ bảng điểm mà đưa vô điểm của từng môn học, điểm từng môn học của từng lớp, ở đây mình in ra bảng điểm này rồi. Thì bây giờ cái bảng điểm tổng hợp của lớp này là bảng điểm mà ra được cái điểm trung bình, tính điểm trung bình xếp loại gì đó thì cũng có thể để đây. Rồi bây giờ chỗ này danh sách giáo viên chủ nhiệm không có, phải không? Bỏ luôn này đi. Vậy thì cuối cùng với cái sơ đồ mình vẽ trên này, dữ liệu có thì mình chỉ ra được cái này thôi, hoặc là mình bỏ luôn bảng điểm này, chỉ đưa vô điểm và lấy đúng như ra thôi. Rồi bây giờ về phía ban giám hiệu, hay là chỗ này mình cho là hiệu phó chuyên môn cũng được. Hiệu phó chuyên môn.
đưa vô khối có nè, nhóm ở đây mình không có nhóm phân tích, không có, mình chỉ có khối thôi. Dữ liệu nãy mình trên mô hình dữ liệu của mình chỉ có khối, có năm học nè, lớp có nè, cán bộ có nè, tổ chuyên môn không có, bỏ đi. Học sinh có nè, loại điểm bỏ, học kỳ có nè. Rồi đây là các cái dữ liệu danh mục, nội dung danh sách các lớp có nè. Tức là ví dụ như bây giờ mình in ra danh sách lớp năm học 2022-2023, trường có những lớp nào, 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, nhân dân. Thì đó gọi danh sách lớp. Môn học có nè. Hồi nãy trên cái mình vẽ mình có thực thể môn học đó, thì đưa dữ liệu đầu vào môn học. Mỗi cái thực thể mà em vẽ ở đây, em vẽ trên này, thì hoặc nó là dữ liệu đầu vào, hoặc là nó là dữ liệu đầu ra. Ví dụ nếu nó là dữ liệu danh mục thì nó sẽ là dữ liệu đầu vào. Ví dụ danh mục các khối lớp là dữ liệu danh mục. Những dữ liệu nào có tính chất ổn định, không thay đổi theo thời gian. Ví dụ danh mục các khối nhập một lần xài suốt, đúng không? Năm này tháng nọ thì một lần thôi. Hoặc là năm học thì mỗi năm mới thêm vô lần, cũng coi như tính chất ổn định. Lớp mình tạo ra một lớp thì nó sẽ tính ổn định lâu dài. Môn học cũng vậy, thì nó là các dữ liệu đầu vào mình cần khai báo. Rồi như vậy thì đây chúng ta đã đưa vô môn học có nè, năm học, học kỳ, học sinh, cán bộ, lớp. Rồi đưa vô gì nữa? Giáo viên chủ nhiệm này không có. Trên cái mình vẽ nó vậy, nhưng tôi nói không có giáo viên chủ nhiệm, bỏ đi. Kết quả phân công những dạy có. Kết quả phân công những dạy này cho biết là gì? Giáo viên là lớp nào, môn gì, ai dạy. Có. Cái này phải đưa vô để mình cập nhật vô cái chỗ này nè. Chỗ này xin ra các bạn dẫn dạy nè. Hồi nãy có mình qua Excel đây. Không, mình cập nhật cái bảng này nè các em. Thêm mỗi dòng này nè. Lớp nào, ai dạy môn gì nè, thêm vô đây. Rồi, như vậy chúng ta phân tích tiếp nha. Như vậy thì bây giờ khi mình đưa vô kết quả phân công dạy là, tại vì dữ liệu đầu vào đầu ra là mình phải đặt tên cho nó khác nhau. Lúc mình đưa vô là từng cái lớp, ai dạy môn gì. Bây giờ lúc mình in ra là in nguyên cái bảng phân công giảng dạy của cả trường lần lượt. Lớp 6-1 môn gì đó, ai dạy. Lớp 6-1 môn tiếp theo, ai dạy. In ra hết lớp 6-1 tới lớp 6-2, lớp 6-3, in ra. Đây, chỗ này mình chi vấn được cái, dựa vào cái bảng này, các em sẽ in ra được cái bảng phân công giảng dạy. Bảng điểm tổng hợp mỗi lớp, cái này dựa vào kết quả điểm mà nãy đó mình in được. Báo cáo thống kê điểm học sinh, cái này thống kê được. Muốn thống kê kiểu gì đó thì mình dựa vào cái dữ liệu về điểm nè, dữ kết quả nè, mình sẽ thống kê. Thống kê điểm thi của từng lớp, thống kê điểm giữa kỳ của từng lớp theo các cái mức điểm khác nhau ha, được hết. Rồi, như vậy thì mình có cái đẹp để cấp không là như vậy. Đó. Rồi, vậy hiểu cách vẽ DB cấp 0 chưa Á ơi? Dạ hiểu thầy ơi, em cũng đang làm đó mà. Em sợ thiếu mấy cái từ cái chuyến này qua kia thầy. Thì đó, bây giờ cái cách phân tích là vậy. Mình coi coi cái D, cái CDM của mình có dữ liệu gì ha. Thì thường các cái thực thể mà nó đại diện cho dữ liệu danh mục đó, thì nó sẽ là dữ liệu đầu vào. Từ cái dữ liệu mình đang có, ví dụ mình nhìn lên đây nè, mình coi mình thống kê được gì. Chỗ này mình thống kê điểm được nè, mình in bảng điểm được nè, phải không? Mình in bảng điểm được. Rồi mình làm gì nữa? Mình in được danh sách các cái lớp theo từng năm được nè. Mình in danh sách lớp được không? Được luôn. Ví dụ cái lớp gì đó, lớp 6A1, gồm có những em nào, in ra được thông tin của lớp đó được luôn nè. Rồi in chỗ này mình kết xuất ra được bản phân công nhân dạy nè. Vậy thì dữ liệu đầu ra là các cái biến đổi, các cái chi vấn dữ liệu từ những dữ liệu mình đang có nào mình chi vấn ra được dữ liệu gì thì mình sẽ thể hiện dữ liệu đầu ra. Còn những cái dữ liệu đơn lẻ
nó là các phiên danh mục thì mình đưa vào để hệ thống có dữ liệu thì mình mới biến đổi được. À, ví dụ như bây giờ mình có dữ liệu giảng dạy thì mình mới in ra cái bản phân công giảng dạy, mình có thông tin lớp nào thuộc khối nào năm học nào thì mình mới in ra được cái danh sách các lớp của năm học đó. Rồi thì cách làm là vậy, thì các em vẽ CDM, từ cái CDM này các em ngồi các em phân tích ở đây, thì tới đây các em phân giải thành hai quá trình nha. Một cái hoạt động cho giáo viên để quản lý điểm, chỗ này quản lý điểm, quản lý kết quả học tập, chỗ này là quản lý chuyên môn. Mình chia ra thành phân giải ra thành hai ô xử lý, một là quản lý kết quả học tập, hai là quản lý chuyên môn của nhà trường. Nói rồi từng đó mình phân giải chi tiết. Vậy thì các em coi lại cái bài tập này, coi lại cái clip chỗ bài này nè, thầy có phân giải thì làm từng bước cho các em á. Các em coi cái cách thầy giải thích rồi nha. Rồi bây giờ tóm lại thì các em tập trung vào làm lại tất cả các cái bài tập 1 nè, làm lại cái ví dụ trong giáo trình nè, mình mở cái giáo trình ra trang 36, 37, 38 nữa em, thì nó có mô tả cái hệ thống quản lý bán hàng. Các em ngồi các em vẽ, đừng có nhìn cái mô hình có sẵn trong giáo trình mà các em vẽ lại có được không. Mình vẽ không được rồi mình mới coi đáp án. Rồi như vậy các em ôn lại kỹ cái bài tập vẽ CDM, tức là mô hình dữ liệu mức quan niệm của các cái bài, đầu tiên là bài ví dụ trong giáo trình, kế đến bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, bài tập 4, bài tập 5, bài tập 6 ha. Thì bây giờ bài tập 4 không làm cũng được, là bài tập 5, bài tập 6 thầy có làm rồi cho các em rồi, thì các em coi lại mấy cái bài đó. Rồi thực hiện chuyển từ CDM sang LDM và viết một tham chiếu thì nãy có hướng dẫn lại rồi, không? Cộng với kết hợp coi trong giáo trình nữa. Rồi coi cái cách phân giải của ví dụ trong giáo trình và cái bài tập 1, cộng với làm kỹ cái bài số 8 này về làm tiếp. Thì nếu các em làm được như vậy thì coi như tới đi thi các em làm bài được, không có gì khó. Rồi thì bữa nay cũng là kết thúc lớp học luôn ha. Còn hỏi gì thêm không? Dạ không, cảm ơn thầy nhiều. Em mới coi lại cái phần mà cơ sở dữ liệu đó thầy. Khi mà mình làm mình xuất ra mà nếu mà mình kiểm tra lại mấy cái dạng chuẩn này kia đồ với này kia đồ, nếu mà nó sai là mình phải làm lại từ đầu đó thầy. Giống như là hoặc là mình phân tích lại hay sao thầy? Nói chung là cơ sở liệu thì em thiết kế, do mình thiết kế cơ sở liệu quan hệ thì mình phải thỏa mãn ít nhất dạng chuẩn 3 ha, ít nhất dạng chuẩn 3. Thì như vậy khi mà mình vẽ cái mô hình là nãy giờ thầy vẽ đó thì thầy cũng đảm bảo nó thỏa dạng chuẩn 3. Mình vẽ cái mô hình mà thỏa dạng chuẩn 3 được thì sinh ra cơ sở liệu mà thỏa dạng chuẩn 3. Mà thỏa những ba là gì, là mình phân tích đầy đủ các cái khóa và đừng có để cho nó dư thừa dữ liệu, đừng cho để nó phụ thuộc hàm từng phần thì nó sẽ thỏa dạng chuẩn 3. Rồi bây giờ cuối cùng thì thầy nói thế này, chấm bài các em thì không phải là đợi các em làm đúng 100% nó có điểm, mà là đúng tới đâu chấm điểm tới đó. Ví dụ như các em vẽ cái mô hình dữ liệu mức quan niệm, ví dụ em duy vẽ hồi nãy đi đúng được 50% thì em sẽ có 50% điểm ha, của cái phần đó. Rồi từ cái kết quả mà em duy vẽ hoặc em á vẽ đó mà em chuyển qua LDM, mà em viết cần một tham chiếu đúng quy tắc, dựa trên cái kết quả mà em làm đó mà chuyển qua đúng quy tắc thì coi như là em có điểm đầy đủ của hai hai câu đó. À, tức là mình vẽ mô hình dữ liệu mức quan niệm làm sao thì mình căn cứ vào quy tắc
chuyển qua trình bày đúng như vậy. Thầy coi như cái mô hình mà đây, cái mô hình này nè, giờ mà đúng sai không cần biết, thầy chỉ coi thầy đã chấm cái ba mô hình này của các em làm rồi, nếu có sai thì trừ điểm rồi. Thì bắt đầu từ đây chuyển xuống như này thì mô hình này vẽ sao thì chuyển đúng như vậy, đúng quy tắc thôi, mà làm đúng quy tắc là thầy chấm điểm tối đa của câu này, chứ thầy không có trừ điểm nữa. Rồi như vậy thì cái đề thi thì yêu cầu các em phân giải cái đề FD, vẽ cấp 0 còn phân giải cấp 1. À, thì như vậy, ví dụ như vì cái đề thi không có cho nguồn đích thì dựa trên kết quả các em phân tích là các em cho nguồn đích, ví dụ chỗ này bây giờ thầy vẽ đáp án là hiệu phó chuyên môn, em vẽ 30 hiệu cũng được, nếu thầy không cho nguồn đích ha, miễn nó có tính hợp lý của nó. Chỗ này em cho là giáo viên, đưa điểm vô. Còn ví dụ như bây giờ một em vẽ không vẽ để giáo viên mà để cán bộ cũng được, hoặc là em để cho sự phó chuyên môn nhập điểm luôn, thì cũng được, đúng tới đâu chấm tới đó, sai chỗ này trừ điểm chút xíu chỗ này. Rồi bây giờ em đưa dữ liệu vô thiếu tùy mức độ mà sẽ trừ điểm, thiếu tới đâu trừ tới đó, chỗ đúng tới đâu cho điểm tới đó, chứ không phải đợi các em làm đúng hoàn toàn 100% mới có điểm. Rồi một cái điều hết sức quan trọng là gì, cái này nhớ nè, bài thi vẽ mô hình thì các em vẽ trên giấy, vẽ bằng viết mực, không phải bút chì ha, bài thi lưu trữ lâu dài vẽ bằng viết mực đấy. Vậy thì mình vẽ các cái thực thể đó thì phải vẽ cho nó ra đúng cái thực thể, hình chữ nhật nè, gạch ngang nè, có tên viết chữ in qua không dấu, tên thuộc tính nào làm khóa, gạch dưới như thế này. Rồi các ký hiệu thì các em nhớ là quan hệ một nhiều mới có phụ thuộc hàm, một một không có phụ thuộc hàm. Ví dụ mình vẽ vậy là sai nè, mình vẽ có phụ thuộc hàm phải không, đúng không, như thế này là sai nè, đây là cái dấu này là dấu quan hệ một nhiều mà có phụ thuộc hàm nè. Rồi quan hệ nhiều nhiều mới có phụ thuộc hàm, một nhiều sẽ là một nhiều mới có phụ thuộc hàm ha. Như phụ thuộc hàm, dấu phụ thuộc hàm như thế này là đúng ha. Còn nếu mà mình vẽ một mà phụ thuộc hàm cái ký hiệu này sai, cho nên phải học ký hiệu cho kỹ các em, thì mình mới vẽ đúng được nha. Các em có thể sai giống như em Duy hồi nãy, giữa cái học kỳ với năm học không quan hệ mà em vẽ, thì do đâu cái sai mà giữa cái học kỳ với năm học mà em có vẽ mối quan hệ mà trong khi trong thực tế không có, thì cái sai là do mình thiếu hiểu biết về cái vấn đề mình đang phân tích. Nhưng mà nếu mình vẽ sai ký hiệu á, mình vẽ sai ký hiệu, mình vẽ sai những cái cú pháp á, thì nó thuộc gì? Thuộc gì không học bài. Thì nói ví dụ như bây giờ cái bài vẽ cái bài mô hình DFD cấp 0 nè, bây giờ cái tên của nguồn đích phải là động, là danh từ, nhưng mình đặt động từ, và nguồn đích chỉ có thể là con người, chỉ có thể là tổ chức hoặc là một hệ thống tình khác, nhưng mình đặt cái nguồn đích nó không phải nằm trong ba cái nhóm đó, không phải là con người, không phải là một đơn vị, một tổ chức, cũng không phải là một hệ thống tình khác. Ví dụ em đặt nguồn đích là môn học đi, là nguồn đích là sai. Vì cái sai đó là sai do mình không học bài, mình không nắm kiến thức. Những cái sai thuộc về không học bài thì cái bài thi nó dễ rớt. Còn những cái bài thi mà chúng ta có học bài, có kiến thức, nhưng mà chúng ta hiểu sai cái vấn đề thì bài thi đó thì thường là không không có rớt. Thì tại sao? Tại vì em có kiến thức rồi, sau này em làm thực tế,
em hiểu được vấn đề thì em sẽ làm đúng. Thì bây giờ do mình chưa hiểu vấn đề, mình đang phân tích thì có thể mình dễ sai. À, nhưng mà còn sai về vấn đề không học bài thì phải thì gớt, rồi gớt là học lại thôi. Đó, phải cho học lại để có kiến thức thì mới được qua, đủ kiến thức mới được qua, còn không đủ kiến thức gớt. Nghe thì các em lưu ý cho đó, học cho kỹ, học cho kỹ. Rồi tên ô xử lý phải là động từ, còn tên của ô xử lý ở cấp 0 á là tên của hệ thống mình đang phân tích. Giờ hệ thống mình đang phân tích là gì? Trong cái đề bài, trong đề bài vừa ở đây mình nói mình ta sẽ cho cái đề hệ thống này hệ thống gì, hệ thống quản lý trường trung học cơ sở. Thì như vậy mình lấy cái tên đó mình đặt vô đây, hệ thống quản lý trường trung học cơ sở, đúng không? Rồi tới phân gã DB cấp 1, ví dụ đây là gì, hệ thống quản lý tham quan Cần Thơ. Chỗ này phân gã ra thì nó là gì, quản lý điều hành, quản lý đăng ký, thì bắt đầu bằng động từ. Vậy thì những em mình không có học hôm nay, cũng như không có học lý thuyết trong thời gian qua, rồi cũng không có coi lại cái clip, thì tới lúc mình vẽ thì chắc chắn mình vẽ sẽ nó bộc lộ những cái sai thuộc về kiến thức, sai thuộc về ký hiệu mà mình không có học. Mình vẽ mô hình mình vẽ không đúng thì những em đó sẽ có khả năng gớt. Còn nếu mà mình có học bài, mình nắm được nguyên tắc rồi thì mình vẽ, mình đọc đọc cái đề bài mình vẽ thì thầy nghĩ là không có nổi gớt. Ví dụ như em A, em G này kia trao đổi tương tác như vậy thì nói chung là rất yên tâm rồi, chứ không không đến nỗi. Giờ vấn đề điểm có cao không thôi, nên đề thì cũng dự đoán đó nha á. Dạ em không chủ quan thầy ơi, em cố gắng học. Thì thầy cũng như mà em cố gắng học thì chắc chắn đậu thôi, vì có học là phải đậu. Thầy dạy mà có học mà không đậu mới là có vấn đề, chứ còn học là phải đậu thôi, không có lý do gì phải rớt hết. Mình học là phải đậu, còn nếu mà mình học cố gắng học mà mình rớt là cái đề nó quá khó rồi, vậy thì vấn đề do thầy ra đề quá khó rồi mới rớt. Rồi thì đó là những cái dặn dò thêm cho các em vào buổi cuối ha, để các em tập trung nhắc lại, làm kỹ cái ví dụ trong giáo trình, làm kỹ cái bài tập số 1 vừa rồi với cái bài tập 8 này. Còn cái bài tập 7 đối với các em nó khó quá thì thôi bỏ đi ha. Các em nào có thời gian thì có, ví dụ em nào có nghiên cứu nhiều quá là mấy bài kia rồi còn thời gian nữa thì nghiên cứu thêm bài số 7, còn không thì thôi. Đó là những cái nắm cái những cái bài rất cơ bản, rất dễ để mình nắm được cái lý thuyết mình đã học. Em cố gắng nghiên cứu rồi, có những cái phần thực tế em có gì em hỏi thầy thêm cái này. Em cảm ơn thầy. Rồi. Rồi thôi vậy kết thúc ha. Chúc các em sắp tới thi làm bài thật tốt nha. Bye bye các em. Dạ chào thầy, chúc thầy nhiều Rồi. sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn, chúc các em nhiều sức khỏe.